nay có đoàn, chắc là đoàn này ở tỉnh hay là ở đâu đó. Vì hôm qua ở bên tỉnh cũng về và cả VTV cũng về đây ấy. Nhưng hôm nay không biết, hôm nay không biết là đoàn này là ở đâu. Đây, đoàn các chú ấy về đưa, chắc là về đưa tin. Mất bao nhiêu người, hiện tại là đang mất 3 người nhé. Mất tích 3 người, còn đã tìm thấy 3 nạn nhân. Thì 3 nạn nhân tìm thấy đã tử vong hết rồi. Tìm được chị đó chưa? Chưa tìm được đâu nhá. Vẫn chưa tìm được chị ấy đâu ạ. Hiện tại là em đang ở Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang nhé. Sức khỏe và cảm ơn chị. Em Điệp thế nào? Em Điệp thì hiện tại đã mồ yên mả đẹp rồi nhá. Hôm trước thì lực lượng chức năng đã bàn thao giao thi thể cho gia đình và đã chôn cất xong rồi nhá. Hiện tại là còn 3 người nữa mọi người nhá. Còn 3 người chưa tìm thấy ạ. Ghim số tài khoản để ủng hộ chị 10 triệu. Mọi người ai muốn ủng hộ cái chị gia đình này đang bị chưa tìm kiếm nạn nhân này thì mọi người nhắn tin cho em nhé. Em không ghim được số tài khoản lên đâu. Tại vì là em có mỗi một cái tài khoản này, em chả có tài khoản nào để em nhắn cái số tài khoản của em được, à, số tài khoản của người ta được ấy. Mọi người nhắn cho em xong em gửi số tài khoản của con trai của anh chị đấy. Anh ấy hiện tại là đang cấp cứu ở trên bệnh viện. Còn chị hiện tại là cũng đã chưa tìm thấy thi thể nhá. Con trai anh ấy tên là Tuấn. Và em có số tài khoản của con trai anh ấy và có số điện thoại. Mọi người có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ lúc mà gia đình anh chị gặp khó khăn thì mọi người nhắn tin cho em. Em sẽ đưa số tài khoản và số điện thoại của gia đình anh chị ý. Mọi người có thể gọi trực tiếp, vừa động viên tinh thần, vừa có thể là giúp đỡ những phần quà nhỏ giúp cho gia đình anh ấy có thể vượt qua lúc khó khăn này nhé. Cùng tên với mình luôn. Vâng. Đúng rồi, cái hôm bạn Điệp, hôm mà đi để đi chôn cất cho bạn Điệp ấy, trời mưa trên này mưa như chút nước, mưa dã man luôn. Nhưng mà nó không phải nguyên hôm đấy mà mưa mấy ngày cơ. Mưa 3 4 ngày nay rồi. Mà mưa dã man trên này. Em mấy chục 30 hơn 30 tuổi mà chưa thấy ở đâu mưa dã man như trên này luôn. Nó mưa to mà sấm sét, nó đánh ghê lắm, đánh trên này là đánh ùm ùm ùm, đánh rung nhà sợ. Vâng, em cảm ơn nhá, em cảm ơn chị Minh Nguyệt nhá, cảm ơn mọi người. Vụ gì vậy, vụ sạt lở và lũ quét nhá. Hiện tại là đã... Bạn Tuấn Lai, bạn Tuấn là cũng là một người đi quay cùng bạn Tô Đình Điệp đấy ạ. Cũng ở gần đấy, đến để đưa thông tin cho mọi người biết, để mọi người tránh cái khu vực sạt lở. Nhưng không may là hai bạn ấy đều bị đất đá nó vùi nhá. Và đã tìm thấy thi thể của cả hai bạn rồi. Em ơi, có nhiều người, hiện tại là còn 3 người mất tích chị nhá. À, bây giờ có 3 người chết rồi, đã 3 người đã tử vong và đưa cho gia đình về ấy rồi nhá. Mạng lác rồi ạ, ở đâu thế? Em đang ở Hà Giang nhá. Cái xe Điệp cứu chạy ra cứu em, cái người đó em cũng không có thông tin luôn ấy. Em hỏi nhưng mọi người cũng không biết ấy. Cũng không biết là còn sống hay đã ấy, như hình như là cái người đấy cũng đang mất tích nhá. Thấy bảo là con cái cũng đang ở đấy để tìm kiếm mà. Hình như là cái chú đấy cũng đang mất tích nhá. Mọi người nhá. Sao nick kia lại bị khóa? Chị Huyền Trang ơi, nick đó em quay vào trẻ con nhá. Quay ở trên Nậm Tông ấy, dính trẻ con nó đang làm bùa phép, có cái bà mụ và làm bùa phép mà ấy, lấy kim mà chọc vào đầu nó để làm bùa gì ấy. Thế nó khóc mà chảy máu ra, thì em quay không ngờ lúc đấy em bị quay qua, thế là TikTok nó đánh giá em là người nguy hiểm ấy, bảo hành trẻ con ấy. Thế nó khóa vĩnh viễn luôn. Rất là tiếc cái tài khoản đó, nhưng mà thôi, mất rồi thì thôi. Cảm ơn mọi người.
mọi người quý mến mà muốn theo dõi em thì cứ theo dõi em qua kênh này nhé. Kênh này em sẽ đưa tin trực tiếp vào kênh này. Em cũng muốn sẽ sau này có thể là sẽ làm thêm một cái kênh phụ nữa. Mọi người hỏi tại sao lại đặt tên là Hùng Nhê Shop, tại vì là không phải làm bán gì đâu. Do là cái kênh này ngày trước nó là kênh Lê Đình Hùng 070990. Thế nhưng mà mọi người tìm không ra ấy, thì em phải đặt luôn là Hùng Nhê Shop để cho nó tựa tựa giống nhau, để cho mọi người tìm cho nó dễ. Chứ không phải là em bán gì đâu. Về sau này nếu mà công việc mà nó không suôn sẻ, có thể em vẫn sẽ bán. Thế nhưng mà không phải bây giờ. Chưa phải bây giờ nữa. Nhờ đăng tin Sài Gòn cũng biết rồi. Cảm ơn mọi người. Chị đi tìm em. Có nhiều người tìm em lắm. Có những người gọi điện cho em bảo là sao không like, mãi không like đi. Em bảo là cái kênh em bị mất rồi. Mọi người không biết thì mọi người follow tạm kênh này, hoặc là theo dõi em kênh này này. Có những người tìm em mấy ngày, tại vì mấy ngày bị mất kênh em không like được ấy. Còn đi tìm em suốt ấy. Cũng rất là biết là mọi người rất yêu quý và dành tình cảm nhiều cho em, nhưng mà nó hơi đen. Chúng ta mất rồi chúng ta lại làm lại thôi. Vâng, em đang ở Hà Giang nhé mọi người nhá. Em đang ở Hà Giang đây. Ở trên này hiện tại là chưa lạnh đâu. Thời tiết thì cũng mát mát thôi chứ chưa lạnh. Thấy bảo là có báo là không khí lạnh về, nhưng mà chắc là 1-2 hôm nữa thì sẽ mới về đến đây. Chứ hiện tại là hôm nay ở trên này thì mọi người vẫn mặc được áo cộc nhá. Đây, mọi người vẫn mặc áo cộc kia này. Cũng chưa lạnh lắm đâu. Thời tiết thì gọi là xe thôi. Tìm được mấy người rồi, hiện tại là tìm được 3 người rồi nhá. Đã tìm được 3 người rồi ạ. Ở dưới xuôi sáng cũng xe vâng. Nó bắt đầu vào xe lạnh rồi mà. Hiện tại thì nó cũng xe lạnh rồi. Mấy số kia đang tìm người hay đào được. Hiện tại là đang tìm người nhá. Đang tìm người nạn nhân bị mất tích nhá. Chứ không phải là làm đường đâu ạ. Không khí lạnh về đêm qua rồi. Và nhưng mà ở đây thì vẫn chưa thấy lạnh lắm. Em thấy ở đây thời tiết này là dễ chịu. Nó gọi là mát mát ấy. Không nắng mà không nóng, không lạnh. Kiểu thời tiết là dễ chịu. Ở đây mất tổng bao người? Đây hiện tại là đang có 6 người, 3 người đã tử vong, còn 3 người mất tích nha. Tổng là 6 người. Xe khách sao không bạn? Xe khách không sao đâu ạ. Bác sĩ Long đã tìm được xe về Hà Nội rồi à? Ok. Bác sĩ Long, bác cũng muốn về lâu rồi đấy. Đây không phải làng Nủ đâu ạ. Tuấn và Điệp là không phải đâu, là Tuấn khác, Điệp khác nha. Điệp khác và Tuấn khác. Tuấn thì bảo là có một vợ hai con rồi và gia đình rất là khó khăn. Có thể mình sẽ lên đó để mình giúp đỡ gia đình nhà bạn Tuấn một buổi nhé. Là mình có những cái phần quà riêng của mình cùng với lại đội của mình. Có những cô chú anh chị cũng thật sự là mình không cầm tiền của ai bao giờ đâu. Đến hôm nay, đúng hôm nay là mình cầm tiền của hai người nhá. Một người chị và một cô. Cô là sư cô của một chùa ở trong Bến Tre. Cô có gửi mình, cô bảo là em cứ cầm lấy, cô nói chuyện với mình rất nhiều, ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện. Cô bảo em cầm lấy và em thấy mảnh đời nào khó khăn em giúp trực tiếp giúp cho cô, chứ không phải là cho bất kể ai cả. Chứ từ ngày xưa giờ mình chưa từng cầm tiền của ai cả. Cô nói rất nhiều, cô liên tục cô nói, đâm ra mình ngại ấy. Mình biết tấm lòng của cô, đâm ra thôi thì mình cầm hộ thôi. Xong đến đâu thì mình sẽ ấy thôi. Còn đâu tất cả những gì mình kêu gọi giúp đỡ nhá, là mình sẽ kêu gọi trực tiếp vào số tài khoản của những người khó khăn. Còn chiều hôm nay mình sẽ vào nhà bạn Tuấn, mình giúp đỡ bạn Tuấn bằng tiền của mình và tiền của cô và tiền của một bạn nữa. Đúng rồi, bạn Điệp thì chưa có vợ, nhưng bạn Tuấn thì có vợ rồi nhá. Bạn Tuấn có vợ có con rồi. Hiện tại là còn 3 người chưa mất tích nhỉ? À còn 3 người mất tích nhá. 11:30 xe chạy à?
Bạn có nghe làng nủ còn bao nhiêu người? Làng nủ hiện tại là còn 9 người nhưng đã dừng tìm kiếm nha. Do là làng nủ bây giờ đang bị lũ quét và sạt, có thể sạt lở. Đâm ra là lực lượng tìm kiếm có thể bị xảy ra nguy hiểm ấy. Đâm ra người ta đã dừng tìm kiếm, đợi khi nào đủ an toàn thì người ta sẽ tìm kiếm lại nhé. Thì chắc chắn là nát, không bao giờ còn được. Gia đình cũng xác định rồi mà. Tìm nay tìm được chị kia chưa? Chưa tìm được đâu chị ơi. Chưa tìm được đâu nhá, vẫn đang tìm đây này. Máy đang đào đây, hôm nay đưa 3 máy lên để đào đây. Vâng, em sẽ cố gắng giúp được những ai người khó khăn, thật sự là em sẽ giúp trong khả năng của em thôi. Giờ mà thấy được tiền. Vâng, đúng rồi, bây giờ mà thấy cái tiền, cái 10 triệu chị cầm ấy. Chị là người cầm 10 triệu mà bây giờ mà đào mà thấy tiền ấy là sẽ khả năng là sẽ thấy người. Là người mới tiền nó kiểu như lúc đấy nó sẽ nó gần nhau ấy. Chị là người cầm tiền mà. Đây là ở Hà Giang nha anh Thịnh nhá. Em đang ở Hà Giang, ở xã Việt Vinh của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang nhá. Chưa thấy chị hôm qua đâu ạ. Hiện tại là còn 3 người mất tích nhá, còn 3 người nữa. Giờ em like tài khoản này nhá. Tài khoản kia của em bị mất rồi. Tài khoản kia bị khóa vĩnh viễn rồi. Em bắt đầu lại xây lại kênh này. Nhưng mà kênh này hiện tại là nó cũng ít người theo dõi, nên ra là cũng không thể giúp được nhiều người dân. Nhưng mà mong rằng là mọi người ủng hộ và theo dõi em. Những người nào mà biết em từ ngày xưa ấy thì cứ theo dõi em kênh này. Chúng ta hãy cùng nhau đi chia sẻ những cái khó khăn của người dân. Không chỉ là nguyên miền Bắc đâu, có thể trong miền Nam, có thể trong miền Trung. Cứ ở đâu có khó khăn em sẽ đi vào nhé. Em sẽ đến để em giúp người. Mọi người quý em, biết em từ ngày xưa thì cứ theo dõi em. Bây giờ thì em chuyển qua kênh này nhé. Kênh kia thì hiện tại là bị mất rồi nhé. Nhìn này xót xa, cảm ơn mọi người. Em đang ở Hà Giang mọi người nhá. Ở làng nủ hiện tại là còn 9 người, còn 9 người đấy nhá. Nhưng làng nủ dừng tìm kiếm rồi do bị ảnh hưởng nhá. Chị đấy ở Hà Giang nhá. Cảm ơn em, cảm ơn chị Ngọc Hương, cảm ơn tất cả mọi người. Và cái kênh kia nó nhiều người xem ấy, nó lan tỏa được nhiều. Nó lan tỏa được nhiều và nhiều người biết đến và nhiều người giúp đỡ. Ví dụ em chỉ làm một video kêu gọi giúp đỡ như cho bạn Vân thôi là bạn ấy cũng được nhiều người biết đến rồi. Nhưng kênh này nó ít người xem, ít người theo dõi, đâm ra là cũng sẽ lâu hơn. Nhưng mà dù có ít hay nhiều thì nó vẫn còn hơn là không. Chúng ta vẫn ở bên cạnh những người khó khăn, chúng ta không bỏ rơi họ, để cho họ biết rằng là vẫn còn rất nhiều người đang đứng cạnh họ để đồng hành với họ trong lúc khó khăn. Chị bị lũ nó cuốn nhá. Lũ nó cuốn, hiện tại chưa tìm thấy thi thể đâu. Mất luôn kênh. Vâng, mất luôn kênh rồi ạ. Hiện tại là kênh ấy họ đánh giá là kênh nguy hiểm ấy. Nguy hiểm cho cộng đồng là họ đánh sập luôn kênh rồi. Kênh của em mới có hơn 100.000 follow, em thua gì. Nhưng ví dụ kênh như Thăng Long TV kia nó hàng triệu follow, nó vẫn sập mà. Chị ấy bị sao vậy anh? Chị bị lũ quét nha. Làng nủ, nghe tiếng nổ trên đồi. Làng nủ hiện tại là đang có lũ quét và sạt lở đất tiếp. Lâm ra là lực lượng chức năng dừng tìm kiếm. Đến khi nào đảm bảo an toàn thì lực lượng chức năng sẽ tìm kiếm tiếp nhé. Chứ họ đến đấy để họ làm giúp mà. Làm giúp cứu người mà bây giờ mà đe dọa đến tính mạng của họ thì họ chắc chắn là họ phải rút đi, chứ không thể nào mà họ làm được. Chúng ta cũng phải thông cảm cho họ. Chào Hải Yến nha, chào bạn. Hôm nay chưa tìm được ai đâu mà Hải Yến ơi. Anh có cùng anh Xuyên Việt không? Xuyên Việt bây giờ không đi cùng đoàn mình nữa. Xuyên Việt họ bạn ấy là đi quay là chính. Chứ bạn Xuyên Việt là bạn ấy đi kiểu như đi quay cho mọi người xem ấy là chính, chứ bạn ấy không đi cùng đoàn từ thiện. Mình hiện tại là mình cùng với đoàn anh em là vừa đi quay vừa đi từ thiện với kêu gọi giúp đỡ ấy.
Còn bạn xuyên Việt là kiểu như đi trải nghiệm. Bạn ấy đi, bạn ấy trải nghiệm đến đâu là chẳng hạn như là đến nơi nào bạn trải nghiệm ở đó, xong quay cho mọi người xem, nó khác. Còn mình thì không phải là đi trải nghiệm, mình là đi giúp. Và cũng đi vừa là đến để giúp đồng bào từ thiện này, vừa là kêu gọi giúp, chứ mình không có mục đích là đi để trải nghiệm. Em đang ở ấy nhá, em đang ở Hà Giang. Cảm ơn mọi người. Hiện tại là còn 3 người nữa nhá. Bỏ của chạy lấy người thì không sao. Nếu mà thật ra thì người ta là người trên này mà, 10 triệu với người ta là to. Nhưng mà nếu mà hôm đó người ta quyết định người ta bỏ 10 triệu đó ấy, thì lại không có câu chuyện như này, lại không phải cho máy lên để tìm. Nhưng mà việc cuộc đời, trong cuộc đời chúng ta thì có rất nhiều những cái quyết định mà chúng ta đưa ra. Trong đó thì có những cái quyết định sai, có quyết định là đúng. Nhưng mà cái quyết định của chị với anh thì hiện tại là nó sai quá mà không có cơ hội sửa sai luôn. Ví dụ như cái quyết định sai mà chúng ta có thể sửa ấy thì nó còn dễ. Nhưng mà cái game một mạng này thì nói chung là bây giờ muốn sửa sai không được ấy. Là trong cuộc đời chúng ta những cái gì mà lớn ấy thì trước khi đưa ra quyết định gì thì hãy cân nhắc thật kỹ. Đừng để mà đến khi muốn không sửa được thì là hết hơi đấy. Trên này còn hiện tại là đã tìm thấy 3 người, còn 3 người chưa tìm thấy nha. Cảm ơn Dũng nha, cảm ơn tất cả mọi người. Đúng rồi, bây giờ là bắt đầu vào đầu năm học này. Tiền ăn, tiền học của con này, tiền nọ, tiền kia này. Nói chung là nhiều loại tiền lắm. Đến lúc bây giờ nó hàng trăm loại tiền mà không có đồng nào ấy. Nhà thì bây giờ lũ cuốn đi rồi, nhà thì sập rồi, tiền thì không có, con thì vào ăn học. Nghĩ đến 10 triệu người ta sót đi. Đôi khi thôi thì cố quay lại để lấy cái đồng tiền, có thể nó còn thêm thắt vào làm cái nọ làm cái kia. Cuộc sống người dân nó khổ là như vậy mà. Chứ nếu mà chạy thì nó lại đơn giản. Nhưng mà nghĩ lại là bây giờ chạy xong thì lấy cái gì để ăn, lấy tiền ở đâu ra để dựng lại nhà. Nên ra người ta vẫn phải liều mạng để lấy lại cái tài sản. Khổ. Ôi, cái bạn nói 10 triệu là thế nào? 10 triệu là anh chị chạy lúc đầu là lũ quét nó về ấy, thì anh chị chạy thoát rồi. Thế nhưng sau này vì nhớ đến là trong nhà còn 10 triệu. Trong nhà còn 10 triệu và đang kiểu như với người ta nó là tài sản lớn ấy. Người ta lại tiếc tiền, tiếc của, tiếc công, người ta lại chạy quay lại, người ta lấy 10 triệu. Thế khi lấy được 10 triệu thì quay ra thì là bị mất mạng. Đó, là cái 10 triệu đó. Tỉnh nào vậy em trai? Em đang ở Hà Giang anh ơi. Em đang Hà Giang nhé. Đây là huyện, xã Việt Vinh của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang mọi người nhé. Ông biết hay thật à? Đâu, em không biết đâu nhá. Đây là người nhà kể. Và chính người nhà này đi ra nhờ em vào đây để, có nghĩa là quay và để kêu gọi sự giúp đỡ. Nhà anh chị rất khó khăn, mong được sự giúp đỡ ấy. Chị cần biết em ở ngoài kia. Em không hiểu sao là chị biết em là người đi, mà chị, em đi ở chỗ, đang ở chỗ bạn Điệp, mà bạn chị, cái chị gái cả của nhà này ấy, chị lại chị gặp em và gặp bạn bốn. Gặp bạn bốn nhá, đưa em vào nhá. Khu vực này là không, hôm đấy không vào được. Không, lượng chức năng không cho vào đây. Mà chị là người nhà chị được vào ấy, vào tìm người ấy, chị đưa bọn em vào. Để chị bảo là thôi các em bạn đây, chị đưa em vào tận nơi, nhìn hoàn cảnh gia đình và nhìn và cuộc sống đây, em có thể giúp chị được không, kêu gọi giúp cho gia đình anh ấy với, nhà anh chị khổ lắm đấy. Thì như vậy đâm ra em mới biết câu chuyện đó để em kể cho mọi người thôi, chứ còn thật ra là em không biết nha.